Tòa Giám mục Giáo phận Bắc Ninh báo tin buồn, cha Vinh Sơn Nguyễn Hải Du đã về nhà cha xin cầu nguyện. Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin ta sẽ được sống muôn đời. Gioan chương 11 câu 25. Trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, Tòa Giám mục Bắc Ninh kính báo cha Vinh Sơn Nguyễn Hải Du, sinh ngày mùng 2 tháng 3 năm 1952 tại giáo xứ Đồng Trương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, giáo phận Bắc Ninh, thụ phong linh mục ngày 31 tháng 3 năm 2012 tại Tòa Giám mục Bắc Ninh, đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 18 giờ 10 phút ngày mùng 8 tháng 6 năm 2022 nhằm ngày mùng 10 tháng 5 âm lịch tại giáo xứ Đồng Trương, hưởng thọ 70 tuổi với 10 năm linh mục. Nghi thức nhập quan vào lúc 6 giờ ngày mùng 9 tháng 6 năm 2022. 6 giờ 30 thánh lễ đưa chân. Lễ viếng bắt đầu từ lúc 8 giờ ngày mùng 9 tháng 6 năm 2022 tại nhà thờ giáo xứ Đồng Trương, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Thánh lễ an táng vào lúc 15 giờ thứ sáu ngày mùng 10 tháng 6 năm 2022 tại nhà thờ giáo xứ Đồng Trương, an táng tại nghĩa trang giáo xứ Đồng Trương. Kính xin quý đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em cầu nguyện cho linh hồn cha Vinh Sơn được hưởng phúc thiên đàng. Lưu ý không phúng viếng vòng hoa và bức trướng. Xin các cha trong giáo phận dâng một thánh lễ cầu nguyện cho cha Vinh Sơn. Tòa Giám mục Bắc Ninh kính báo. Đôi dòng tiểu sử cha cố Vinh Sơn Nguyễn Hải Du, sinh ngày mùng 2 tháng 3 năm 1952, nơi sinh giáo xứ Đồng Trương, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Năm 1952 đến năm 1960, giáo xứ Đồng Trương, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Năm 1960 đến năm 1968, đi học tại Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Năm 1969 đến năm 1978, làm ruộng tại quê hương. Năm 1979 đến năm 1983, tham gia nghĩa vụ quân sự. Đời sống tu trì. Năm 1984 đến năm 2005, sống ơn gọi tu trì. Từ năm 2006 đến năm 2007, học thần học tại giáo phận Bùi Chu. Từ năm 2007 đến năm 2009, học tại Đại chủng viện Sao Biển, Nha Trang. Ngày 17 tháng 6 năm 2010, chịu chức phó tế tại Tòa Giám mục Bắc Ninh. Ngày 31 tháng 3 năm 2012, chịu chức linh mục tại Tòa Giám mục Bắc Ninh. Công việc mục vụ. Năm 2012 đến năm 2013, phụ tá giáo xứ Vĩnh Yên. Năm 2015 đến năm 2017, phụ tá giáo xứ Thái Nguyên. Từ năm 2017 đến năm 2021, phụ tá giáo xứ Bạch Sa. Năm 2022, nghỉ dưỡng bệnh tại giáo xứ Đồng Trương. Kính báo linh mục Du Xe Trần Văn Chỉnh, quản hạt giáo hạt Tuyên Quang, xin quý vị hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn cha cố Vinh Sơn mau sớm được về hưởng nước thiên đàng. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh Tin Vui Flow. Xin mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, like, chia sẻ và bình luận góp ý. Chúng con xin ghi nhận những góp ý của quý vị để kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Xin Chúa chúc lành trên quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.